đến vùng đất nhiễm mặn, vô tình bị chảy xước, nhưng đã mấy ngày trôi qua rồi, vết thương không những không đóng vảy mà còn chảy máu, chỉ là ngay bản thân Diệp Lưu Tây cũng không phát hiện. Máu của cô ở dưới đất đã đông lại, điều khiến hai người đều không thể ngờ là Phi Đường không những không rời đi, mà còn đưa nhóm người của Hôi Bát đuổi theo. Thấy Phi Đường khăng khăng đi theo, Sương Đông liền quyết định của trách anh ấy. Nào ngờ khi Phi Đường nằm dưới đất lăn lộn, tai nạn đã xảy ra. Cái gì thế? Cái gì thế? Chân không thể chạm đất, tay không thể chạm đất. Trước mấy lời nói nhảm của Phi Đường, hoàn toàn không ai tin, nhưng Sương Đông lại tin, bởi vì anh tận mắt chứng kiến Phi Đường bị thứ gì đó kéo đi. Nhưng do trời tối nên anh cũng không nhìn rõ đó là thứ gì. Để an toàn, Sương Đông hy vọng Hôi Bát đưa mọi người đến thị trấn gần đó, nhưng lại bị Hôi Bát từ chối. Hôi Bát là người liều mạng, đương nhiên sẽ không đồng ý. Anh ta đưa các anh em chạy nạn ở sa mạc, vốn đã coi tiền quan trọng hơn mạng sống, sao có thể tay không ra về được. Thấy thế, Sương Đông cũng chỉ đành trấn an Phi Đường, sau đó cùng Diệp Lưu Tây đến hiện trường kéo lê kiểm tra. Nhìn vào vết xiết trên chân Phi Đường giống như dây thừng, nhưng dây thừng không thể tự làm ra chuyện này. Vậy nếu như là rắn thì sao? Dù có thế nào thì Phi Đường, rắn không thể kéo được cậu ấy. Thấy thế, Diệp Lưu Tây lập tức tắt đèn pin, đi đến nơi bóng đen biến mất đứng. Nó kéo tôi một lần là tôi có thể đại khái biết được nó là thứ gì. Phải nói là Diệp Lưu Tây cũng là một người rất liều mạng, hoàn toàn không nghe theo lời khuyên ngăn của Sương Đông, còn bảo Sương Đông đứng đó cùng cô. Như này đi, hai chúng ta cùng nhau đứng đây, nếu như anh bị kéo đi tôi sẽ bám chặt anh. Nếu như cả hai chúng ta cùng bị kéo đi, chúng ta mỗi người gánh một nửa. Cô biết đó là thứ gì không? Anh sợ sao? Sợ thì đứng sang một bên. Cuối cùng Sương Đông khuyên ngăn không có kết quả nên chỉ đành thỏa hiệp. Nhưng chẳng mấy chốc Diệp Lưu Tây đã bị gió đêm thổi cho run lẩy bẩy. Sau đó cô lập tức thay đổi chủ ý. Thực ra có những lúc là như thế này, chuyện anh càng sợ hãi thì càng có khả năng xảy ra, anh càng mong đợi thì nó sẽ càng không xảy ra. Về thôi, hai người nhanh chóng quay vào trong xe, một người lấy thuốc trị cảm ra, một người cầm bình nước nóng. Hôm sau, Sương Đông vẽ tuyến đường rời khỏi Hải Long Đôi cho Phi Đường. Nhưng chưa đi được bao lâu, Phi Đường lại quay lại, dường như lại gặp phải chuyện gì đó đáng sợ. Lá cờ mất rồi, lá cờ mất rồi. Lá cờ đều mất rồi ư?